Vì là tần số tình yêu cho nên sẽ rung động bốn anh chàng trên bên kia. Nếu không kiếm được bốn anh chàng bên kia thì tôi nghĩ dưới đây là có các trai tân gái đẹp sẵn sàng đây. À, 100 bạn. Và đặc biệt dạ em ba con rồi em. Hai đứa mình đã thành gia lập thất. Dạ. Hôm nay mình có nhiệm vụ là tư vấn cho hai em gái. Mà ở đây mới có em thôi. Đó, mới có còn một em đẹp lộng lẫy, em ruột dạ. của chị cất ở trong kia. Tại sao em ruột? Dạ, ai đẹp là em chị, xấu như em mới là em họ. Xấu như em mới là em họ. Xấu như em mới là em họ. Ok dạ. Hiểu không? Hồng ơi. Dạ. Em kinh tế ổn định vậy mà theo như chị thấy thì cái dáng dấp cũng ngon lành sao tự nhiên thế đúng không? Em khẳng định chị là em thích gái rồi phải không? Thôi ngồi thẳng lên coi. Còn chồng không? Không lấy coi chị cho lấy gã qua trên quà. Em đi về rồi. Con nàng ngàng phân khối đó chị. Có thích không Hoàng? Dạ thích chứ, trời ơi. Chị cũng thích lắm mà chị leo lên không tới. Thì bắt cái ghế lên. Nhưng mà chị sợ có cái là ngừng đèn đỏ. Cái chân đâu có chống tới đâu. Cái đèn đỏ sao ngừng chẳng lẽ quẹo phải hoài. Hiểu không? Lúc mà mua điện thoại thì em cũng để như vậy luôn. Em cũng không biết nó là cái gì. Rồi chị sẽ cho em đổi hình dung hoặc là link lên đó. Còn nếu mà hôm nay hai bạn không đổi, chị gửi hình chị qua cho em để lên. Trời. Thích màn hình nền số 4. Đúng rồi, cái màn hình đó là trả nợ. Trời ơi, nghệ thuật vậy, cái này là đưa tay vứa lấy một trời. Ủa chứ không phải vợ ơi đưa tiền phải. Trời ơi, tụi em. Bây giờ là mình chương trình tần số là có cái tiếng với vợ chồng, hiểu không? Tấm hình đó của Hoàng rapper gửi đó. Vợ cho anh vài ngàn đó được. Đó. Em có thích hoàng hôn không? Dạ, em thích hoàng hôn và bình minh. Tại vì những cái khoảng khắc đấy nó rất không, là đẹp. Không, mình có vợ rồi em, mình đừng có nên. Hôm nay hai đứa em nghĩ đẹp quá. Chị nhà gái phải cho chị lộng chứ. Chị phải lộng hành chứ. Không không chị phải hỏi kỹ. Chị nhà hỏi những câu ngặt nghèo mà mấy bà mẹ vợ hay hỏi. Rồi. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.